thiệu cái này về Việt Nam hôm nay đến các trẻ. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm của mình nhé. Ladies and gentlemen, welcome on board Airbus 320 flight number BJ223 from Ho Chi Minh City to Phú Quốc. Flight time to Phú Quốc International Airport will take 30 minutes. On behalf of BJ, Captain Anthony, your understanding, and we wish you a pleasant flight. Hai cửa ở phía sau, two exits in the rear, bốn cửa ở giữa khoang hành khách, four exits in the middle, và hai cửa ở phía trước, two exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý. Cabin, please bend below the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn. Vài phút tới đây, xin quý khách lưu ý, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, sắp bay không được đi vệ sinh nữa. Shortly, please ensure that your seat belt is fastened, your seat back is upright, your tray table is. Sắp cất cánh nha. Lát nha cả nhà, mời cả nhà theo dõi mình đi ra phút mình quay phim cho coi ha. Vui thôi, coi vậy chị. Con này đã sắp bay gần bay nè, máy bay gần bay nè. Đang nổ đề 3 nè. Mình đi nguyên cả gia đình nha. Đang di chuyển nha. Mấy bạn này. Bye-bye.
sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Phú Quốc rồi, hello.